Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là tin tức diễn viên Quang Tuấn và ca sĩ Linh Phi sắp kết hôn. Sau 3 năm yêu nhau, nam diễn viên khúc hát Mặt Trời sẽ kết hôn với ca sĩ Linh Phi vào tháng 5 sắp tới. Quang Tuấn chia sẻ, anh và Linh Phi quen nhau khi đóng chung phim Cán Rễ. Trong phim, Linh Phi là người theo đuổi Quang Tuấn, nhưng ngoài đời thì ngược lại diễn viên phim khúc hát Mặt Trời bị chúng tiếng sét ái tình ngay khi gặp ca sĩ Em Kể Anh Nghe. Trước đây, từng đóng chung phim với nhiều người đẹp như Mai Phương Thúy, Nhã Phương, nhưng Quang Tuấn chưa từng rung động trước bạn diễn. Còn khi gặp Linh Phi, tim anh đập thình thịch. Quang Tuấn ấn tượng với đôi mắt to tròn, nụ cười duyên, với tính cách hiền lành của bạn gái. Sau khi phim Cán Rễ đóng máy, cũng là lúc tình yêu của họ đơm hoa kết trái. Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi tâm đầu ý hợp, chia sẻ với nhau trong cuộc sống và công việc. Nhờ cùng nghề, Quang Tuấn cũng không phải giải thích với người yêu mọi khi đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Còn Linh Phi lại rút về làm MC nhiều hơn, thay vì đi quay phim, chỉ phim nào mời cả hai cô mới tham gia. Nói về vợ sắp cưới, Quang Tuấn hạnh phúc cho biết, chúng tôi giống nhau từ sở thích đến lối sống hướng nội. Chúng tôi thích nghe nhạc xưa, đi xem phim và đi du lịch. Gia đình hai bên ủng hộ và vun vén tình cảm cho chúng tôi rất nhiều. Cặp đôi đều sống đơn giản nên họ ít khi phải giận hờn với nhau. Nếu có, Quang Tuấn sẽ là người xuống nước trước. Anh không ngại xin lỗi người yêu để lấy lại hòa khí. Ngay cả lúc giận, anh dùng nhiều câu nói hài hước so dịu không khí căng thẳng như: nè, uống nước đi, tôi chưa hết giận đâu nhé. Sau đó cả hai nhìn nhau cười và hết giận. Điểm duy nhất Quang Tuấn bị vợ sắp cưới phàn nàn là mỗi khi đụng tới phim ảnh, anh bị tập trung quá mức. Chẳng hạn đi xem phim cùng Linh Phi, anh hòa nhập vào không khí của bộ phim để cảm nhận diễn xuất, góc máy, ánh sáng của phim, quên mất có bạn gái ngồi bên cạnh. Quang Tuấn là một trong những kép chính của sân khấu thế giới trẻ. Anh quen mặt với khán giả xem truyền hình qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Khúc Hát Mặt Trời, Âm Tính, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, vân vân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.